Thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương đã quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng, hiện đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Và người đẹp cũng đã chính thức có những lời đáp trả với những ồn ào này. Theo đó, ngày 20 tháng 1 năm 2019, trên Instagram cá nhân, Phạm Hương đã đăng bài quảng cáo cho kem dưỡng trắng da do mình sản xuất, kèm theo sản phẩm chống lão hóa của một hãng khác. Sản phẩm chống lão hóa mà Phạm Hương giới thiệu nhanh chóng bị phát hiện là dòng kém chất lượng. Trước đó không lâu, nhiều tờ báo chính thống tại Việt Nam đồng loạt đưa tin về sản phẩm này. Theo đó, đây là sản phẩm chưa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam và Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua và không sử dụng. Trước những thông tin bất lợi về mình, Phạm Hương đã tỏ ra bức xúc. Chắc cũng có những đứa dơ bẩn quen rồi nhỉ? Cứ ở đấy mà ghen ăn tức ở đi nha, ghê tởm. Người đẹp cũng tự động viên mình sau đó. Cứ sống lương thiện, trời cao ắt tự có an bài. Mặc dù Phạm Hương đã lên tiếng nhưng vẫn chưa giải đáp cụ thể về dòng sản phẩm mà cô nhận lời PR có thật sự tốt như là quảng cáo hay không. Hiện tại thì trên diễn đàn bàn chuyện showbiz, nghi vấn Phạm Hương PR hàng dởm vẫn còn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.